Xin chào các bạn, mình là Best Việt đây. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái rêu mà các bạn có thể bỏ vào bể nhện rất là đẹp nha. Đây nè, cái này nó không ảnh hưởng tới con nhện cả. Cái này nó khô rồi, mà khi bạn tưới nước lên đó, nó sẽ sống lại. Thì mình sẽ là mình lấy con dao nha. Mình sẽ lấy con dao và mình phải khui nó ra. Thì cái đó chúng ta sẽ để vô trong bể nhện đó. Nhìn nó rất là đẹp, nó cũng không có gây ảnh hưởng gì đâu. Cái này là mình đang ở trên một cái đồi, leo lên cái đồi khác nữa. Nguyên này là thông không nè, các bạn có thể thấy xung quanh mình toàn là thông không à. Nói chung là đây cũng có dấu hiệu của con người rồi, tại vì họ đào đó các bạn. Ok, chắc còn nhiều lắm, chắc rêu này còn rất là nhiều ở quanh đây nè. Thì mình sẽ kiếm thêm. Thì có mấy loại lận nha các bạn, hôm nay mình chỉ cho các bạn nè. Còn đây là một loại mà nó chỉ nay mọc thôi. Đây nè, bạn có thấy nè. À, thấy không? Rất là đẹp. Những cái cây này nó bị héo là do nó không có nước nè. Sau đó nó có nước là nó sẽ phát lên như vậy bạn. Chung là rêu này nó rất là đẹp. Và thích cái rêu này nhất tại cái rêu này nó liền. Và cũng mong là mình sẽ tách được, tại vì nói chung là thôi chắc thua rồi. Này nó có một cái lớp vỏ các bạn. Đấy. Ok. Đó, mình sẽ lấy được mảng như thế này. Sau đó mình sẽ có thể mình ghép được một miếng vỏ khác. Nó vẫn sẽ phát triển. Người ta chỉ triệt tưới nước thôi. Đấy. Đấy, mình đã có thêm một miếng nữa và cũng có một cái con gì đây nè. Ok, ta để đi, để lại một ít cho nó. Đây. Cái này chúng ta có thể về làm một cái bể nuôi rất là đẹp, hoặc là chơi bán cạn các bạn. Ok, xung quanh đây mình toàn là thông thôi. Nói chung là nhện thì nãy giờ mình đào cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà cũng khá là mệt các bạn. Đi từ sáng tới bây giờ được ăn được có một gói mì cũng mệt lắm, rất là mệt. Lạnh nữa, tuy không mưa nhưng mà nó vẫn lạnh. Đây, ta sẽ để ở đây. Đấy, mong là kiếm được con gì đó hay hay. Thì tối nay mình sẽ cậy có một clip nữa, thì tối nay bạn của mình sẽ lên và tối nay tụi mình sẽ đi tiếp. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip ở đây, thì cũng mong các bạn là sẽ ủng hộ cái kênh của mình, cũng nhớ nhấn like cũng như là nhấn đăng ký kênh hộ mình nha. Xin chào, cảm ơn các bạn, chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ.